Ok anh em, sau khi cái clip mà Khải hướng dẫn anh em đọc border tăng điểm tiềm năng về kỹ năng, thì clip này Khải sẽ hướng dẫn anh em cách tăng điểm anh em đọc chuyên trưởng nha anh em, chuyên trưởng âm phong thực cốt nha. Ok, và việc đầu tiên thì chúng ta nên để ý đến cái điểm tiềm năng bên này. Tiềm năng thì mình khuyến cáo anh em là anh em nên tăng sức mạnh cho vừa đủ và đủ mang đồ nha anh em, đủ mang đồ rồi á. Nói chung đồ này phải 135 này, 110 này, 90 này, 110 này, anh em không? Nói chung là mình tăng sức mạnh như thế nào đó vừa mạch được đồ. Xong rồi anh em rút hết điểm sức mạnh lại, anh em tăng hết sân khế cho Khải. Anh em đọc trưởng thì chúng ta không có chú trọng, không nên chú trọng đến cái điểm sức mạnh làm gì nha anh em. Không cần luôn. Nói chung là anh em đọc theo quan nghĩ thì không cần luôn. Đặc biệt là anh em đọc trưởng, chúng ta chỉ full sân khế luôn, như anh em đọc border luôn nha anh em. Full sân khế nha anh em. Full sân khế. Rồi về vấn đề bên điểm kỹ năng thì anh em nên chú trọng cái vấn đề đầu tiên đó là skill chống phái ngũ độc kỳ kinh. Anh em tình mắt tình mắt cho Khải. Rồi sau khi mắt chống phái thì chúng ta chú trọng đến cái skill ngũ độc trường pháp. Skill này sẽ là skill độc sắc nội công hỗ trợ cho âm phong thực cốt khá là mạnh. Anh em cùng xem sơ qua. Và tiếp tục chúng ta đến skill vô hình độc, anh em hay gọi là sau vô hình tay thành mắt, đỡ anh em có thể đánh đối phương di chuyển đỡ rút độc là từ cái chiêu này đó, 28 trên một lần kèm theo bàn tay 52 nữa. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nghĩ đến skill đó là bùa vạn độc thực tâm. Cái bùa này chúng ta sẽ thành mắt. Đây là anh em đọc chuyên trưởng nha anh em, chuyên trưởng để solo nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến cái skill u minh khô lâu để lấy cái lượng đam tốt nhất cho anh em đọc trưởng. Đó. Rồi chúng ta đến skill cái này anh em tăng cũng được không tăng cũng được, nhưng mà thường thường Khải sẽ tăng một điểm để lấy cho kháng độc 9% và kèm theo nhất kỹ thì Khải được 12% kháng độc phụ trợ thêm vào để có thể đánh với các nam độc khác. Rồi chúng ta tiếp tục đến skill thiên cương độc sắc, thiên cương địa sắc. Skill này sẽ là skill hỗ trợ tầng 2 cho âm phong thực cốt nha anh em, sẽ hỗ trợ cho tầng 2 của âm phong thực cốt là skill 9x trưởng của nam độc nha. Chúng ta sẽ tăng mắt. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến đó skill 1x của nem độc độc xa trướng. Chúng ta cũng có thể là tăng mắt như thế nào đó tùy anh em để Khải tính toán. Rồi tiếp tục anh em sẽ tăng cái skill âm độc, âm kháng độc. Như thường thường Khải tăng thì Khải sẽ tăng cùng tầm khoảng anh em nếu mà dư điểm á thì khuyến cáo anh em nên tăng mắt, còn như Khải thì Khải chỉ tăng thường thường Khải sẽ tăng nó khoảng tầm âm 41 điểm thôi, âm 41%. Còn như mà anh em cấp cao á thì anh em nên tăng mắt cái skill này trước, mắt cái skill này trước đỡ tiếp tục sẽ một ít sâu cũng được. Còn như Khải thì Khải tăng tầm 12 điểm thôi, còn Khải ưu tiên về cái lượng đam hơn, Khải sẽ đợi cái skill một ít mắt đó. Đâu ví dụ như thế này được chưa, được coi lượng âm phong thực cốt cái này thì đang thiếu điểm nha anh em, mới cái 18+3 thôi. Ok anh em, sau khi tăng mát giống như Khải thì hiện tại lực tay Khải được 15k 120. Đây là thiếu điểm nha, nếu mà có 2 điểm nữa thì theo Khải nghĩ Khải sẽ được khoảng 16k lực tay đó. Cái này Khải đang có bao tay kỹ năng cũng có một với lại nhất kỹ một nha anh em, là thành cầm 2 điểm lận, cầm 2 cấp lận đó, cầm 2 cấp lận. Rồi cái đây đang thiếu điểm này, nếu như có dư điểm thì tăng mát kiểu này luôn là đẹp đó. Thường thường Khải đánh ở những trận solo thì Khải tăng như thế này. Cái lượng xuyên tâm độc thích thì Khải tăng cho nó khoảng 12 điểm thôi, đỡ cho cấp kháng độc lên 41%, là theo Khải nghĩ là vừa đủ rồi. Nếu anh em dư điểm thì tăng vào cũng không sao cả. Vấn đề cái bùa đầu tiên chúng ta đó là cái bùa vạn độc thực tâm, là lúc nào anh em phải lúc nào phải mát nha anh em, mát nha anh em. Đó, anh em mình sơ qua một lần nữa. Lực tay Khải nó 15k cho anh em độc trưởng nha anh em. Đây là hướng dẫn cho anh em cách tăng tiềm năng và kỹ năng của anh em độc trưởng. Anh em cùng xem sơ qua. Nói chung là tăng lên là đánh khác nem độc border hoàn toàn, tại vì nó chuyên trưởng nè, nó chuyên trưởng nó không đánh đao được nên là lực tay nó khá là cao. Còn như nem độc border thì vừa đao vừa trưởng, nó là lực tay hai cái nó 50-50, nhưng mà cái nào cũng ok cả, tùy cách đánh kỳ, tùy cách đánh của em thôi. Đây là nem độc chuyên trưởng nha nè, nhiệt độc khá là nhanh, lực tay rất là cao, 15k. Tại Khải đang có nón u lung á, nó là trưởng gọi là set này là chơi, nếu mà chơi tăng chiên trưởng là quá đẹp luôn nha anh em.
Cái này là đỡ solo nha. Solo bá cháy luôn nha anh em. Đó, đây anh em đọc chiến trưởng anh em, 15k lượt đây. Đây anh em đọc chiến trưởng. Anh em cùng xem sơ qua trên màn ảnh. Đây là bên đây là tiềm năng, bên đây là kỹ năng nha anh em. Ví dụ như anh em vô điểm anh em nên tăng mắt cái bùa xuyên tâm độc thích thì lượng đam độc chúng ta sẽ cực mạnh hơn. Còn khả thì ít điểm quá, có 139 cấp thì nó không được bao nhiêu điểm cả, hơi ít. Rồi ok, anh em xem clip thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ giúp Khải nha anh em ơi. Và những video hướng dẫn này nọ thì Khải sẽ cố gắng, nếu anh em có yêu cầu thì Khải sẽ thường thường Khải sẽ cố gắng tranh thủ thời gian và làm hướng dẫn cho anh em xem. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Đừng quên đỡ lại một like, chia sẻ giúp Khải nha anh em ơi.